Sau đó thì Guma đang xách hai rìu tấn công vào trụ khung thành dưới này, có bắt tay nhắm vào người của Soraka. Hai giáo ba giáo không đủ sát thương đến từ cú giật giày vò vừa rồi của Kalista, và cái giá phải trả là anh ta sẽ bị băng trụ. Thầy huấn trước đó đã bị hạ gục. Guma xách rìu phá trụ trước giết người sau, làm sao mà chạy đây. Azir với lại Lee Sin chắc phải lâu lắm mới tới, còn mắc hay không? Còn mắc. Hai rìu đại sơ. Soraka tốc biến né khỏi combo của Azir. Ui, kịp để lại cái đúp cho Guma Yushi. Và đây sẽ là những tình huống Guma Yushi có thêm cho mình đó điểm hạ gục thứ 11 của ta trong ván thi đấu này, và điểm hạ gục thứ 12 với cú triple kill. Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ nha. Ok, ngày hôm nay thì mình cùng đến với lại một ván đấu của Guma Yushi với con bài Raven ở trong cái kèo anh ta đối đầu với lại Kalista. Để coi kèo thi đấu này thì Guma Yushi sẽ dùng cách nào để thắng đường đi thôi. Rồi, ok. Đối của Guma ngày hôm nay có cái tên khá là quen thuộc, đó chính là thầy huấn anh em ơi. Nhưng mà thầy huấn thì hôm nay đánh hỗ trợ Retaclass bắt cặp cùng với lại Kalista của An. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có săn tóc đỏ ở khu vực giữa. Rồi, rồi, một rìu nè. Hai rìu nè, đâu. Chạy 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 chạy. Có hồi máu sớm của Soraka. Đại sư nhấp nhả câu rìu máu đánh. Wow, ấy đủ sát thương rồi, nice, điểm hạ gục dành cho Guma Yushi. Ôi thầy huấn có pha xử lý ác vậy. Xui là Guma còn 28 máu, 29 máu anh em ơi. Với pha tốc biến bắt tay vừa rồi kết hợp cùng với đó là phép hỗ trợ kiệt sức. Hit đánh đến từ trụ là hit đánh thứ 3, thứ 4, nhưng sát thương là chưa đủ để có thể tiêu diệt Guma Yushi khi mà Guma cũng mở luôn cái lá trắng. Ôi như vậy là chúng ta đã có một cái khởi đầu rất ngon dành cho Guma Yushi khi mà điểm hạ gục chiến công đầu tiên dành cho anh ta. Nhưng mà cái giá phải trả là hai phép hỗ trợ ha. Mà thôi không sao anh em ơi. Sương sương như vậy đối phương cũng mất ba phép hỗ trợ. 19 10. Rồi, ván này chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái người chơi chuyên nghiệp và bán chuyên anh em. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có đi ở đường trên nè. Đánh vô nè. Bên cạnh đó thì có Fisher nữa, mấy thanh niên như Javan hoặc là Lee Sin đồ các thứ đều là mấy thanh niên đánh bán chuyên hết anh em. Rồi để coi cách mà Guma Yushi xử lý cái kèo thi đấu ở khu vực dưới như thế nào ha. Ê, hình như là nó đang không có tiếng in game. Sorry anh em nhé, để tôi chỉnh về cái tiếng in game một chút xíu cho mọi người nghe rõ. Ây da, đường dưới BK lên cấp độ 2 trước đến từ Kalista, găm rất nhiều giáo vào người của Guma Yushi, sát thương dịch dày vào là chưa đủ. Ok, một tình huống BK rất căng ở khu vực dưới đến từ Kalista và thầy huấn khi mà có lên được cấp độ 2. Soraka đang rất nỗ lực để có thể phòng vệ. Guma Yushi thì cắn cái bình máu, hai bình máu vừa rồi đã được sử dụng. Hai bình đúng không ta? Lee Sin đang có mặt ở đường dưới nè, Javan cũng có mặt luôn. Ui, Soraka né quy tốt. Lee Sin sống âm bồn cước lao vào tấn công vào người của Soraka, địa chứng dứt điểm. Có bắt tay đến từ thầy huấn, Javan tốc biến combo kỳ kích không cứu được Guma Yushi, nhưng ta có được cho mình đã hai điểm hạ gục. À không, Guma cũng có được điểm hạ gục đến từ Kalista. Đại sơ, coi như là tình huống bị băng trụ của Guma, nhưng mà anh ta vẫn có tiền anh em ơi. Thậm chí là Javan la vào à. Tốc biến quy vừa rồi khá là khéo, Lee Sin vô ấn cước la vào, địa chấn dư chấn làm chậm một hit nữa. Điểm hạ gục dành cho Lee Sin. Đánh VK. Căng ác. Rồi, lần về nhà này thì Guma cũng sẽ có được hai thanh kiếm dài. Không biết là món trang bị thần thoại mà Guma hướng tới sẽ món trang bị nào đây. Có phải là một cái dao hung tàn được lên trước, sau đó sẽ build theo cái kiểu chí mạng, hay là tam hợp? Hãy chờ đợi, tại vì con Raven nó có rất là nhiều những cái cách lên trang bị anh. Ok, Javan đang di chuyển xuống dưới bot. Thầy huấn sẽ bị giặt ra. Chắc chắn là như vậy rồi, combo kỳ kích điểm hạ gục này sẽ được dùng cho Guma Yushi. Có cú cánh đến từ thầy thuốc. Điểm hạ gục cuối cùng đã thuộc về cho Guma rồi. 3-1-0. Một tình huống di chuyển cắm mắt và bị phát hiện vị trí ngay lập tức. Javan đã có một tình huống găng ở khu vực dưới. Hơi áp lực á. Kiểu Javan không có farm nữa nè. Về nhà hồi sinh cái chạy thẳng xuống cánh dưới luôn. Rồi sẽ là một tình huống băng trụ. Băng trụ liên tiếp vậy ta. Javan cấm cờ phát hiện ra Lee Sin cũng đang có mặt ở đây. Quyết định là cấu rìa máu thôi, một lớp giáp trụ thuộc về cho Guma Yushi.
Một rìu ném vào Kalista, một rìu ném vào lính Ui, Kalista ném lao ngược trở lại, tấn công vào người của Gumashi, có hồi máu của Soraka, có lá chắn của Guma, né sấm mầm tốt, cú cánh của Kalista sẽ được giữ nào. Và quyết định đến từ Guma là chờ đợi cho cái cú cánh nó hết thì anh ta mới ném, nhưng đáng tiếc là cái thời gian hiệu lực của cái cú cánh nó vẫn giúp cho Kalista sống sót. Đó là một cái đặc tính khá là có lợi ha, khi mà chúng ta đang thấy rằng cái cú cánh nó giúp cho con Kalista này nó găm được nhiều giáo hơn, có thể lực kèo ở trong những cái pha BK. Javan farm thêm 27, chuẩn bị đang chạy xuống cánh dưới. Bắt tay tốt đến từ thầy huấn. Rồi như vậy quyết định của Guma là sẽ hướng tới một cái dao hung tàn để gia tăng thêm cái lượng sát thương đến từ những cái rìu xoay của mình. Đẻ bắt tay tốt nè, có câm lặng, Soraka đang gây skip, cố gắng cấu rỉ máu để hồi để hoàn thành cái lượng gươm rạch thôi. Phía bên kia thì thầy huấn được bao nhiêu rồi, 385, Soraka thì đang gần 400 500 rồi anh em ơi, 446 rồi. Con rồng nguyên tố đầu tiên thì đang được Javan ăn. Ok, đường trên Teddy cũng thoát khỏi pha tấn công đến từ Lee Sin. Rồi đợt lính đang được đóng băng rất khó chịu đến từ Kumasi. Kalista có giai đoạn BK cũng khá là tốt ha. Mình đang thấy một con Kalista mặc dù bị thọt ở thỉnh đầu nhưng mà vẫn đang farm tốt nè. KDA cũng ổn. Đức được cắm ra và bụi, coi có Savan ở đây không. Savan vừa rồi cũng đã lộ hình bằng việc ăn con đồng nguyên tố đầu tiên rồi. Phân phân tới chơi. Cú cánh ở khu vực dưới, ném lao trúng vào người của Masi. 3 lao rồi, 4 lao giật dây vò. Ôi, đầu đấy. Ok, nhưng mà bây giờ Soraka có khả năng phục rồi. Đánh chiêu chiêu hồi vẫn sẽ có cái lượng máu đủ đầy cho Gumashi. Hỏa lực yểm trợ của thầy huấn ném vào người của Gumashi, có một cái ngọc quên lãng đã được lên rồi đến từ thầy huấn. Soraka nhấp nhả, một tình huống tung ra bắt tay. Kalista ném lao farm lính. Cái sức ép đến từ Guma với lại Soraka bây giờ là cực kỳ lớn. Đồ cắm mắt cũng đã được hình thành dành cho Soraka. Những tình huống liên tiếp cấu đầy máu rất khó chịu đến từ Soraka. Nhưng mà bộ đôi bên phía của team 1 thì đang có Lee Sin anh em. Kalista đang cố gắng để có thể làm mềm. Ok, Lee Sin cấp độ 6. Một cấp độ rất đẹp để có thể tạo ra pha găng của Lee Sin. À, Samam vừa rồi không trúng. Lee Sin phát hiện ra rừng đối phương cũng đang có mặt ở đây, cố gắng tiếp cận. Có một bãi câm lặng được đặt ra đến từ Soraka. Soraka vẫn đang xử lý khá là tốt. Ui, vừa mới nói trúng xong âm vôn cước lao vào và dứt điểm đến từ Lee Sin. Ok, Guma chạy về hướng của Javan, tốc biến đổi tốc biến của Gumashi. Javan tốc biến tấn công vào người của thầy huấn, một rìu. Thầy huấn lên bảng điểm số, quay ngược trở lại tấn công vào người Lee Sin. Lee Sin R flat đã được Javan ra và Guma không trúng cái R đó của Lee Sin ha. Trời ơi, quay trở lại khu vực dưới thì mình đang thấy là cái sức ép đến từ Guma với lại Javan vẫn sẽ là có. Một trụ khu vực dưới, xin lỗi, một lớp giáp trụ nữa đang chuẩn bị thuộc về cho Gumashi. Năng lượng của Guma bây giờ đang hơi thấp một xíu. Farm chiêu chiêu thôi nào. Đại địa chứng, ôi. Anh tính đại địa chứng xong ảnh combo ra nhưng mà ảnh không đủ năng lượng. Ây da, hơi fail đến từ Japan. Rồi lần về nhà này thì sẽ có được cho mình đó hai mảnh của tam hợp kiếm. Như vậy sẽ là cái combo súng hai tập kết hợp cùng với đó là tam hợp kiếm dành cho Gumashi ở trong cái kèo Raven đối đầu với lại Kalista. Guma đẩy cái chiêu cuối để ngắt cú bấm B về ha. Cái góc bấm B về vừa rồi của Kalista cũng tương đối là tốt, né khỏi cái pha phá vừa rồi của Gumashi. Ok. Soraka đánh đang rất khó chịu ha. Mình đang thấy cái lối chơi của anh ta phần nào đó cũng chuẩn xác ở trong cái bộ kỹ năng của mình. Guma quyết định là lát thích chậm mà. Ok, đẩy thôi, đẩy thôi. Đối phương về rồi thì đẩy luôn. Rồi, chuẩn bị thêm cơ hội để có thể lấy thêm một lớp giáp trụ cho Guma ở trong cái đợt lính này. Đợt lính không phải là quá nhiều.
Javan thì đang cướp đồ đỏ. Chuẩn bị tiếp tục là tình huống giao tranh lớn của cả hai phía rồi. Thế trận ở thời điểm này nó không chinh về cho bên phía của team nào cả. Lee Sin đang đuổi Javan ra, sóng âm của Lee Sin không trúng. Định mệnh vậy gọi tấn công vào người của Soraka, thầy huống bắt tay không trúng. Soraka có nguyện ước để có thể hồi phục cái lượng máu. Kalista sẽ phải lên bàn điểm số, đó điểm hạ gục thứ 5 dành cho Gumbashi. Và ta đang né khỏi cái đợt tấn công của Lee Sin. Tốt, có kiệt sức của thầy huấn. Oriana cũng đang có mặt ở đây, có lệnh sóng âm của ta sẵn sàng tấn công. Đó chính là Azir, một cú phân chia thiên hạ vừa rồi. Kết hợp cùng với đó là một cái rìu của Gumbashi, nhưng sát thương là chưa đủ. À, vừa rồi Azir có cái lớp giáp được cộng thêm đến từ cái các lưu động của mình ha. Nếu mà không thì không biết là có bị hạ gục hay không đây. Lee Sin lao vào tấn công đá nổ lông trước, trúng vào cả hai, địa chấn dư chấn. Oriana có mặt ở đây tạo ra lớp giáp đến từ cái lệnh phòng thủ. Và khoảng trống là đủ cho Gumashi chạy. Quay ngược trở lại ném một rìu dứt điểm. Nice, 6 điểm hạ gục về nhà lần này thì Guma sẽ có được cho mình đó một cái tạm hợp kiếm. Kết hợp cùng với một cái cúc chim anh em. Tượng trang bị bây giờ là nhiều quá rồi. Có hạt thông nổ, họ đang kính bắt vào Azir. Bắt thành công, trời ơi, câm lặng quá khó chịu của Soraka. Và Azir không chạy được. Savan quay ngược trở lại, thầy huấn bắt tay, hỏa lực yểm trợ. Nhưng thầy huấn không có tốc biến anh em ơi. Combo kỳ kích đại địa chấn đang sẵn sàng, nhắm vào ai đây? Đại địa chấn vào trước nè, có câm lặng nè, combo quay ngược trở lại tấn công nè. Ui, Kalista vẫn thoát được. Con cây cú cánh, con cây cú cánh, một hit nữa. À, hơi trễ con lính vừa rồi. Nếu như cái tốc độ bắn đến từ con lính nó sớm hơn chút thì biết đâu đấy Kalista có thể sống không. Rồi Lee Sin có mặt kịp thời đường dưới, sóng âm trúng lao vào tấn công, đấm tay thêm một cái nữa chưa có e. Rồi như vậy xem tình huống giao tranh mà có quá nhiều những cái điểm hạ gục đã phải mất đi ở đường dưới này. Quay ngược trở lại thì vẫn sẽ có cái chênh lệch đến từ Guma so với lại Kalista ha. Mình đang thấy là farm đang hơn 30 chỉ số lính nè, đồ cũng đang hơn rất là nhiều. Lần về nhà vừa rồi, ui, Guma thậm chí là hoàn tác cái cuốc chim để lên cái thanh khí BF, giàu vải trưởng. Như vậy là quyết định của Guma là lên hẳn một món trang bị lớn rồi anh em, món trang bị thứ hai. Sẽ đọc cái huyết kiếm chăng, một rìu cả, đẩy về, Guma có Soraka hồi phục. Quay ngược trở lại đi bộ kích đúp lên, chạy nhanh thêm, đẩy cái chiêu cuối dứt điểm Asia. Ok. Một rìu nè, giạt ra tốt, hai rìu nè, ba rìu nè, bốn rìu nè, tốc biến chạy, đối phương có cứu cánh định mệnh vậy gọi không kịp. Thầy huấn đâu? Ủa? Đây rồi. Thầy huấn là ba rìu nằm ha. Ây da, bốn rìu mới nằm anh em ơi, bởi vì thầy huấn có cái hỏa lực yểm trợ nữa. Trời ơi, tưởng cái bất chứ, mất tiêu thầy huấn luôn. Nhưng mà không, chúng ta đã có hai xác ở khu vực đường giữa trong tình huống gia tranh vừa rồi. Về nhà lần này thì Guma sẽ có 2.000 tiền, gần 2.000 tiền. Lượng trang bị quá lớn rồi. Rush thẳng luôn cho mình đã súng hai tặc. Ở trong cái lượt về nhà này, hai món trang bị ở phút thứ 13 của ván đấu. Quá xanh dành cho Guma Si. Javan đang đứt bụi. Rồi thấy Kalista rồi, không spell. Guma kích đúp lên chạy nhanh, có bắt tay về tầm của cái đại địa chấn nữa. Ok, một cái hợp chất điên loạn không có nhiều lắm ý nghĩa của thầy huấn. Né e tốt của Guma C quay ngược trở lại farm tiếp cái đợt lính này. Soraka vừa rồi cũng để luôn cho mình cái chiêu cuối hỗ trợ. Lee Sin đang có mặt ở đường dưới. Một con mắt được cắm ra, Soraka phát hiện ra Lee Sin. Sóng âm vừa rồi của Lee Sin không trúng, Oriana bọc đầu. Không quay ngược trở lại khu vực đường giữa rồi. Boss bây giờ đang tương đối là an toàn, không ngại lắm trong những cái tình huống tấn công ở thời điểm tiếp của Lee Sin. Sau đó thì Guma đang xách hai rìu tấn công vào trụ khu vực đường dưới này. Có bắt tay nhắm vào người của Soraka. Hai giáo, ba giáo, không đủ sát thương đến từ cú dịch dày vò vừa rồi của Kalista. Và cái giá phải trả là anh ta sẽ bị băng trụ. Thầy huấn trước đó đã bị hạ gục. Guma sách điều, phá trụ trước, giết người sau. Làm sao mà chạy đây? Azir với lại Lee Sin chắc phải lâu lắm mới tới. Còn mắc hay không? Còn mắc. Hai rìu.
Aisha. Soraka tốc biến né khỏi combo của Aji. Ui, kịp để lại cái nút cho Gumayushi. Và đây sẽ là những tình huống Gumayushi có thêm cho mình đó điểm hạ gục thứ 11 của ta trong ván thi đấu này. Và điểm hạ gục thứ 12 với cú triple kill. Ok, Soraka búp tốt phết nha. Những tình huống cắm mắt kiểm soát bụi đến từ Soraka tạo ra rất nhiều khoảng trống để cho Gumayushi. Lượng tầm nhìn là có, Gumayushi free shot. Vậy nha, lần này thì Guma đã có được thêm cái huyết kiếm rồi anh em ơi. Quá xanh rồi. Mình đang thấy là 271 sát thương dành cho Gumayushi với con bài Raven ở cấp độ 10. Hợp chất điên loạn được tung ra. Teddy sử dụng cái đặc mệnh của mình rút lui. Ok, sau khi họ có được cho mình đã có sĩ giả thứ hai của ván thi đấu. Guma chạy ra đường giữa. 12 điểm hai cục dành cho Guma là một cái con số quá lớn. Hiện tại thì gần như không thể nào ngăn cản được con bài Raven của Gumayushi ha. Bị xỉa nè, né chiều tốt, né luôn cái bắt tay. Nhiều con sĩ giả tấn công vào cái trụ một. Di chuyển trước. Ôi, có một cái xe cứu thương kế bên, cái Gumayushi đánh láo thật sự. Đại địa chấn nhảy nhắm vào người của thầy Huấn. Thầy Huấn ăn một rìu sắp mũng. Rồi hai rìu thầy Huấn đi. Godlike cho Gumayushi rồi anh em ơi. Một rìu xoay với lại một rìu thường thôi, thầy Huấn đã phải lên bảng điểm số. Ây à. Như vậy là bên phía của team 1 cũng chịu không nổi rồi. Một ván thi đấu rất là thú vị khi mà chúng ta chỉ cần 15 phút rồi thôi để có thể định đoạt với một con Raven quá xanh của Gumayushi ở khu vực dưới. Rồi, nội dung của video lần này cũng đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn gặp lại những số video lần tiếp theo. Bye bye.